Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng. Hôm nay thứ năm, ngày 14 tháng 4 năm 2022. Minh phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng cao khi Mỹ công bố dữ liệu liên quan đến lạm phát. Giá dầu thô tăng mạnh. Các quốc gia phương Tây có thể gia tăng phương tiện quân sự cho Ukraine. Ở tại thị trường trong nước, Giá vàng tiếp tục tăng theo đà tăng của giá vàng thế giới. Hiện giá vàng miếng SJC giao dịch ở chiều mua quanh mức 69.200.000 đồng/lượng, ở chiều bán từ 69.800 cho đến 69.850.000 đồng/lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 giao dịch ở chiều mua quanh mức 55.900.000 đồng/lượng, ở chiều bán 56.800.000 đồng/lượng. Mức chênh lệch ở cả hai thị trường trong nước và thế giới hiện nay là 14.400.000 đồng/lượng. Cụ thể, giá vàng SJC tại hai thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội niêm yết ở chiều mua 69.200.000 đồng/lượng, ở chiều bán từ 69.800 cho đến 69.820.000 đồng/lượng. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán khoảng 600.000 đồng/lượng. Giá vàng Doji tại Thành phố Hồ Chí Minh ở chiều mua đứng tại mức 69.100.000 đồng/lượng, chiều bán 69.800.000 đồng/lượng. Vàng Doji tại Hà Nội ở chiều mua hiện đang có mức giá 69 triệu 150 000 đồng một lượng, chiều bán 69 triệu 750 000 đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán từ 600 cho đến 700 000 đồng một lượng. Giá vàng SJC tại PG ở chiều mua hiện đang có mức giá từ 69 triệu 100 cho đến 69 triệu 150 000 đồng một lượng, ở chiều bán 69 triệu 800 000 đồng một lượng biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán từ 650 cho đến 700 000 đồng một lượng. Thưa các bạn, giá vàng thế giới vào thời điểm sáng nay, ngày 14 tháng 4, hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1978 đô la Mỹ một ao. Tiền điện từ Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 41.200 đô la Mỹ một đồng. chỉ số đồng đô la Mỹ đứng tại mức 99,848 điểm. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đứng tại mức 2,703% một năm. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 103,73 đô la Mỹ một thùng. giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC ở chiều mua hiện đang có mức giá 69 triệu 200 000 đồng một lượng, chiều bán 69 triệu 800 000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu ở chiều mua đứng tại mức 69 triệu 220 000 đồng một lượng, chiều bán 69 triệu 790 000 đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC ở chiều mua hiện đang có mức giá 69 triệu 250 000 đồng một lượng chiều bán 69.750.000 đồng/lượng. Tại, tại, 69 đồng 69 đồng tại ngân hàng SCB ở chiều mua hiện đứng tại mức 69.400.000 đồng/lượng, chiều bán 69.800.000 đồng/lượng. Tại ngân hàng SCB ở chiều mua và chiều bán hiện đang giao dịch tại mức 69.200.000 đồng/lượng và 69.700.000 đồng/lượng. Tại ngân hàng TPBank Gold ở chiều mua hiện đang có mức giá 69.150.000 đồng/lượng, chiều bán 69 triệu 750 000 đồng lượng. Giá bằng STC chính nhấn nhận các tỉnh thành. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 69 triệu 170 000 đồng lượng đến 69 triệu 220 000 đồng lượng. Còn ở chiều bán, có mức giá niêm yết từ 69 triệu 800 000 đồng lượng. Đến 69 triệu 850.000 đồng lượng Giá vàng bố số 9 vàng lĩnh trang STC Nhận bố số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ Ở chiều mua hiện đang có mức giá 55 triệu 900.000 đồng lượng chiều bán 56.800.000 đồng/lượng. Vàng nữ trang mua số 9 ở chiều mua đứng tại mức 55.600.000 đồng/lượng, chiều bán 56.400.000 đồng/lượng. Vàng nữ trang 24K ở chiều mua hiện đang có mức giá 54.542.000 đồng/lượng, chiều bán 55.842.000 đồng/lượng. Vàng nữ trang 18K ở chiều mua đứng tại mức 40.454.000 đồng/lượng, chiều bán 42 triệu 454 nghìn đồng lượng Vàng nữ trang 14K ở chiều mua và chiều bán hiện đang giao dịch tại mức 31 triệu 034 nghìn đồng lượng và 33 triệu 034 nghìn đồng lượng Vàng nữ trang loại 10K ở chiều mua hiện đang có mức giá 21 triệu 671 nghìn đồng lượng chiều bán 23 triệu 671 nghìn đồng lượng Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Sacombank. Thưa các bạn, giá vàng đã tăng mạnh sau khi báo cáo lạm phát tháng 3 của Mỹ được công bố với mức tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn 0,1% so với dự đoán của các nhà kinh tế. Và là mức cao nhất trong 4 thập kỷ qua. Với thông tin này, giới đầu tư tài chính lo ngại lạm phát tại Mỹ sẽ nóng lên. Theo đó, họ tăng sức mua vàng để phòng ngừa rủi ro có thể sẽ đến từ lạm phát. Mặt khác, giá dầu thô từ 94,5 đô la Mỹ vọt lên trên ngưỡng 100 đô la Mỹ một thùng cũng tạo đà cho giá vàng đi lên. Đặc biệt, thị trường tiền số và chứng khoán suy yếu đã kích hoạt dòng tiền chảy vào kim loại quý. Do đó, đã có lợi cho giá vàng. Nhà phân tích thị trường trưởng tại Essinity, ông Hantan nhận định, kết quả lạm phát tăng cao hơn dự kiến có thể sẽ thúc đẩy giá vàng giao ngay tiến tới mức tâm lý quan trọng là 2.000 đô la Mỹ một ao, vì vàng được coi là hàng rào chống lại lạm phát. Theo các nhà kinh tế, đà tăng lạm phát có thể sẽ bắt đầu giảm xuống nếu như giá dầu ổn định và tình trạng thiếu cung cuối cùng bắt đầu giảm bớt. Tuy nhiên, có thể mất một vài năm hoặc thậm chí là lâu hơn để lạm phát có thể giảm xuống dưới mức trước khủng hoảng là dưới 2%. Một số người thậm chí còn lo lắng rằng lạm phát sẽ còn cao và tiếp tục gia tăng. Ở một diễn biến khác, liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, các báo cáo tại Mỹ cho biết các nước châu Âu đang tập trung nhiều hơn vào việc cung cấp vũ khí cho Ukraine và giảm bớt áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga. Mỹ cũng đồng thời cảnh báo về một cuộc chiến sẽ tiếp diễn với bước ngoặt kéo dài và đậm máu hơn. Trong khi đó, đại dịch COVID-19 tiếp tục gia tăng mạnh ở nền kinh tế số 2 thế giới, tức là Trung Quốc. Các nhà kinh tế vừa đưa ra nhận định, việc đóng cửa nghiêm ngặt ở Thượng Hải đã đẩy các thành phố khác của Trung Quốc vào tình thế nguy hiểm. Thượng Hải là thành phố đông dân nhất ở Trung Quốc và được cho là đóng góp tới 3,5% tổng GDP của cả nước. Người ta cho rằng hiện đã có hơn 70 trong số 100 thành phố lớn của Trung Quốc đang trong tình trạng đóng cửa. Tình trạng mua bán hoảng loạn đang quét qua các thành phố. Giới chức đang kêu gọi người dân ngừng mua quá mức. Một tờ báo địa phương cho rằng sắp xảy ra tình trạng thiếu hụt hàng hóa. Tất cả các yếu tố bất ổn của thế giới đều thúc đẩy cho giá vàng tăng mạnh. Giới phân tích dự báo giá vàng vẫn còn có khả năng tăng cao hơn ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và nhiều ngân hàng trung ương khác thắt chặt chính sách tiền tệ để hạ nhiệt lạm phát. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay trên kênh của Minh Phát. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Nếu như yêu kim lại quý, các bạn đừng quên nhấn giúp mình phát một like và bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo